trực tiếp vẽ anh. Bây giờ chúng ta đã kết luận cái việc này là của tài sản của MDA rồi. À, thế thì bây giờ cái chuyện mà các bác đã có ý kiến, đã kiến nghị, đã kiến nghị, người ta đã giải quyết hết rồi. Người ta có văn bản rồi. Anh cứ nói đi. Thế thì bây giờ đề nghị là gì? Anh cứ nói mình phải. Ông để ý để cho anh nói, không quan trả lời. Còn sau trả lời thì ủy ban. Vâng. Trả lời thì đó cần thiết phải đối thoại với cơ quan quản lý. Thế bây giờ mà vì cái chung dự án này là được chuyển nhượng cho bán đúng không? Tất cả bây giờ gia đình nhà mình đã có ý kiến, ủy ban người cuối cùng trả lời đã có văn bản gửi gia đình rồi. Tôi đề nghị là khi mà người ta thi công ấy, thì mình phải cái chấp hành trước bây giờ lại trả gia đình lên. Bây giờ anh giới thiệu tên anh nhỉ? Tôi là anh, tôi là phó trưởng thành phố. Anh chúng tôi chỉ Lê Hoàng Hải đúng không ạ? Tôi chỉ công an, được công an sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh của tôi. Vâng. Chứ còn cái việc mà kiến nghị khiếu nại của người dân đó là quyền nhá. Vâng. Mà các gia đình mình chú ạ đã kiến nghị rồi, đã khiếu nại rồi và cơ quan có thẩm quyền đã trả lời tôi cơ mà. Bây giờ mình cứ cái quan điểm của mình cứ bảo mình đúng, nhưng bây giờ những người cơ quan, người có thẩm quyền đã trả lời gia đình mình rồi cơ mà. Dạ, em xin phép anh Hải nhá. Em tên là Trinh, ôn mình Trinh. Okay. Thì đất này là của gia đình nhà em, chính viên chính chủ mang tên bố của em. Là ông có 6 thửa, ông đã chia hết cho các con. Thì cái thửa này là em là người đang sử dụng. Là bố em chia cho em từ 2006. Thì từ lúc nhà nước cấp cái sổ đỏ cho gia đình nhà tôi từ năm 1999. Từ lúc đấy gia đình nhà tôi có trồng cây này, trồng cây thu hoạch đều xuất từ năm 1999 đến bây giờ. Thì từ năm ngoái hoặc năm kia gì đấy, công ty MDA vào tự nhiên là vào móc đất của gia đình nhà tôi. Trong khi đó chúng tôi cũng đã kiến nghị đến tất cả các cơ quan, thế nhưng chưa được giải quyết triệt để, mà cũng chưa có câu trả lời đến gia đình tôi là như thế nào. Còn về cái thứ hai là đất của gia đình tôi từ ngày xưa làm không tranh chấp với ai cả, mà cũng chưa được nhận thông báo kiểm đếm của công ty hay là của một thành viên nào đấy. Thì như hôm nay các anh là đại diện đến đây, các anh bảo là bây giờ các cơ quan người ta giải quyết xong hết rồi. Thế bây giờ em hỏi anh là nếu như giải quyết xong, gia đình em đã được nhận kiểm đếm chưa, thông báo chưa, đã được đền bù chưa, đã được ai đưa giấy tờ gì về cho gia đình em chưa? Trong khi đó công ty MDA xâm phạm của đất của gia đình em rất là nhiều, kiến nghị có tòa đưa mà sổ thì gia đình em chính tên chính chủ. Tại sao công ty mua không làm giấy tờ với chủ? Tại sao các anh lại làm giấy tờ với ai? Mua các anh mất tiền, mua các anh phải làm giấy tờ hay là anh chịu đưa tiền cho ai, đúng không ạ? Cho nên là tôi cũng đề nghị tất cả các cơ quan về đây giúp gia đình tôi. Thứ nhất, đất thì đất của nhà nước, giao cho gia đình nhà tôi dùng từ năm 1999. Nếu như nhà nước bảo thu hồi hoặc là tịch thu, phải có văn bản trả lời cho gia đình nhà tôi, thông báo gia đình nhà tôi đàng hoàng, thì gia đình nhà tôi có thể, một là gia đình nhà tôi trả lại cho nhà nước, hoặc là nhận đền bù, hoặc là như thế nào đấy. Phải có công văn trả lời rõ ràng cho gia đình em. Chứ tôi chưa nhận được một tờ giấy nào, mà tôi là người sử dụng đất đây. Tất cả bốn xung quanh người ta không có đất, không tranh chấp, không có ai đơn kiện, có phải không ạ? Tại làm sao đến bây giờ công ty MDA từ đâu về tranh chấp với nhà tôi? Thì anh trả lời tôi là cái vấn đề này thì các anh đánh máy vào đây để móc đất gia đình nhà tôi, hay là đánh vào đây để làm đất của công ty MDA? Còn như bây giờ các anh đang đứng ở hiện tại đất của tôi, thì các anh nói như thế thì tôi trả lời luôn. Đề nghị các anh là xem xét và làm việc cho 6 nhà anh Trinh nhé. Vâng. Tức là tất cả những ý kiến của gia đình ấy, và của tổ bác của anh Trinh ấy, là về góc độ chúng tôi và sự bảo vệ trật tự. Còn tất cả những ý kiến của anh thì chúng tôi vẫn ghi nhận, và sau đó chúng tôi sẽ báo cáo lại về thẩm quyền đấy, trực tiếp là ủy ban thành phố, thì các anh sẽ ghi nhận cái đó. Tất cả, thực ra tất cả cái quá trình này là biết là gia đình đã có đơn đúng không, và có kiến nghị, và thành phố cũng đã tổ chức các buổi đối thoại và đã có văn bản trả lời gửi mà chưa trả lời văn bản nào á? Trả lời gia đình tôi ấy, cảm thấy không hợp lý, gia đình tôi vẫn đang khiếu nại nhá. Còn nếu các anh hôm nay cố tình làm là các anh vi phạm, bao giờ các anh đủ giấy tờ
tôi mời các anh vào làm. Bây giờ các anh chưa thể làm đất nhà tôi được đâu. Bây giờ nhá. Chứ còn nếu như nhá, các anh mà cố tình làm, tôi sẽ hy sinh ở đất này. Tôi khẳng định như thế. Tôi sẽ hy sinh, tôi bảo vệ quyền lợi riêng của tôi. Không làm thế. Tôi sẽ làm mà tôi dám chết. Nếu như trồng đất tôi, tôi dám hy sinh luôn. Tôi nói tất cả vợ con tôi đây. Tôi hy sinh cho con tôi sống. Chứ còn các anh muốn làm phải có văn bản. Anh vào, vì là những cái việc này đối với đất đai này, và đối với người dân này, là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Và sau đó chúng tôi sẽ vai cả thiếu may tổ chức của đối thoại công khai đây, nhá, đối thoại công khai đây chúng ta phải thực ra chúng tôi tất cả những quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức của cá nhân được nhà nước bảo vệ, chúng tôi chỉ bảo vệ cái đúng. Đấy quan điểm đấy nhá. Lực lượng công an cảm ơn thư và chỉ bảo vệ cái đúng. Làm xong ra được và người có thẩm quyền kết luận. Đấy, còn là mong chúng muốn. Tôi chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tất cả các người có quyền liên quan, không xâm phạm đúng. Hay lợi ích quyền lợi ích hợp pháp của tất cả những tổ chức cá nhân. Đấy, anh nói công an sẽ bảo vệ. Anh nói thế thì em này nhá, anh nói không xâm phạm, ok. Thứ nhất, bây giờ giấy tờ đất đai nhà tôi kia xong, không được móc, tôi nói luôn. Còn bây giờ xong, tay cho tôi giấy tờ tôi ký tôi bàn giao đất cho các anh đàng hoàng. Anh chỉ tổ chức buổi đối thoại tại hiện trường luôn. Nhá. Tổ chức buổi đối thoại tại hiện trường luôn. Tôi trả lời luôn là má các anh này. Gia đình tôi không chống đối một cái gì. Rất mong muốn công ty về đây tạo điều kiện đất đai. Đúng rồi. Có thì chúng tôi một là hiến, hai là trả cho công ty rồi chúng tôi lấy một ít công thù lao. Anh vào đây chúng tôi thích lắm chứ. Chúng tôi ở rừng. Các anh vào đây mở công ty chúng tôi có phải đúng không? Tổ chức buổi đối thoại công khai tại đây. Từ khi lên ủy ban, khi trả nói. Bây giờ là các anh chúng ta có tất cả những cái nguyện hoặc là đó, mà tất cả những cái quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng nhé, đều được nhà nước bảo vệ. Và công an tôi sẽ bảo vệ cái gì hợp pháp chính đáng. Chứ không có chúng tôi đúng không? Chúng tôi chống. Chứ còn cái việc mà không phải mà thực ra công an thực ra rất là tôn trọng bác. Bác gọi là bác cháu đi, đúng, bác cháu tuổi con cháu, nhưng cái việc của pháp luật và công an sẽ bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng, không bao giờ có cái chuyện là cái gì chưa hợp pháp chính đáng công an không bảo vệ, nhưng cái kết luận cái quyền đó